Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá từ game đầu tiên nha. Marvel. Dream of Champions. Ok. Let's go. Let's go. Enter. Fire. Ba vs ba. Two. One. Let's go. Ở đây cũng cả người nhện rồi. Phải tiêu diệt thôi. Sau đó phá hủy trụ của họ. Cái chàng tanh của mình kia không biết có chuyện nào. May mà chưa chết. Mình đang có hội tiêu diệt tiếp. Rồi. Chạy thôi. Đó, thành công. Tiếp tục nào. Oh my god. Ok, tiếp tục nào. Let's go. Ok. Ba anh chàng Iron Man gặp một người nhện và một anh chàng khổng lồ xanh. Và anh chàng này thì, anh chàng giữa đây thì mình không biết là ai. Mình chưa nhìn thấy anh chàng này bao giờ. Nhưng chắc là một trong những anh siêu anh hùng. Ok, let's go. Tăng rất là khỏe luôn. Ok. Bị khóa rồi. Ok, may mà không xong. Đã thành công.
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang từ cái thứ hai. Micros. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ chọn pháp bay. Let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba, Marvel Strike Force. Từ cái này thì nó loát hơi chậm một chút, cho nên các bạn phải đợi một chút nha. Ok. Let's go. Ta tàng hình rồi. Hết ta.
Quick Story. Các bạn có thể nuôi cho Marvel của các bạn khỏe lên, hoặc các bạn có thể nuôi những nhân vật mà các bạn yêu thích tạo thành một những siêu anh hùng mà các bạn yêu thích. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ tư. Lego Marvel Super Hero. Let's go. Okay. Đấy, các bạn sẽ hóa thân là anh chàng Iron Man hoặc là người khổng lồ xanh. Mình sẽ sang tới game tiếp theo, DC Lego. Batman, Superman. Đây là một cái hề trong tựa game gì đó, trong tựa phim gì đó mình quên rồi. Và gã đó rất là nổi tiếng. Rồi, let's go. Oh my gosh. Oh my gosh. Cái chàng The Flash sắp đi rồi.
Wow. Oh my God. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Marvel Champion. Let's go. Ok. Mình về anh chàng người nhện này để ăn một cái bánh mì. Fry. Champion. Mình đã mở được một anh chàng kia rồi. Xem đây là gì, có tiền điêu. Ok, điêu này nào. Đọc Iron Man. Let's go. Anh chàng này thì mình sẽ phải xử lý bằng người nhận đi. Cho cân. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ 7, Friend Rux. Lego Friend Rux. Có quà gì đâu. Ok. Oh my God. Con xe khác rồi, con này nhảy rất là cao. Thank you.
đổi xe ô tô tiếp. Con này có vẻ đẹp đây. Đây như kiểu là một con xe tải. Oh man, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Lego Star Wars. Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Let's go.
Tôi sang đang chặn người máy này. Rồi, lại đầu tiếp xem nào. Let's go. Ở đây không biết có cái gì không? Bạn mình quên. Mất rồi. Tiếp tục. Ok. Tiến thẳng sâu bên trong. Đó. Và từ đây các bạn sẽ tiếp tục đi tiếp đến con đường tiếp theo và hoàn thành được shuttle 1. Các bạn sẽ nhảy xuống đây. Đó, ok. Tiến về cái anh chàng này trước. Rồi các bạn đang ghép. Mình sẽ lắp lại cái này đó. Cái to trước rồi, xong rồi cái nhỏ, rồi cái nhỏ tiếp theo, ok. Ok, rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo, bravo, Lego. Ninjago đây. Với con anh chàng theo cùng Ninjago mới không? Có hai người thôi. Và bốn người ở trên Jurassic Works. Mình sẽ chọn anh chàng này đi. Đây là một anh chàng mới tinh. Rồi, chọn anh chàng này. Ok. Break đi. Ok, let's go. Oh my god. Thank you.
Ô, mình bị bế thằng lợn rồi, chạy thôi, không chạy được rồi. Đây rồi, ok. Mình đã gọi thằng Long ra rồi. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo, Lego Batman Super Hero. Killer Croc into his sewer. Okay. Got to find out what he's up to. Let's go. Sẽ làm theo hướng dẫn cho game. Rồi, mực nước ở đây đã giảm. Sau đó thì mình sẽ xuống đây ăn cái này. Bay xuống nào. Anh chàng này đã biến đổi luôn. Nice. Propin. Time to clean this place up a little. Sau đó thì mình sẽ hút. Okay, tiếp tục vào. Tạo ra một loại máy. Let's go. Cánh cửa đây đã mở ra rồi. Sau đó tiến vào sâu bên trong. I'm going to try raising the water level so we can get across. Rồi, sau đó là làm sao? Xoay cho. Sau đó các bạn tiến sâu vào tiếp bên trong. Và các bạn sẽ xử lý tiếp. Đây là anh chàng tướng. Để khi các bạn hoàn thành, các bạn đến cuối cùng, các bạn sẽ đánh nhau với anh chàng tướng đó. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Lego Studio Jurassic World. Đây. Let's go. Sorry, there's no way to get up to the raptor pen until the new generator gets unpacked and built. You have to kickstart it with your stun rod.
Bây giờ phá cái loại đó. Chuyển sang anh sang rồi, tiếp tục. Let's go. Track. I tell you, that raptor ain't budging until it gets fixed. Okay, lo tiếp đến lại người anh xong rồi. Tiếp tục. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm tất cả những cái máy như này. Các bạn sẽ bật lên. Ở đây thì các bạn sẽ cùng anh chàng bắn súng này. Bắn vào những cái này. Ok. Sau đó lắp ghép vào. Pushing team, move in there. I want tasers on full charge. Ready. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Lego DC Superhero. Let's go. Giờ biết đâu. Phần 2 các bạn phải tiêu diệt anh chàng này. Phần 1 thì các bạn đã tiêu diệt được Harley Quinn, một cô lang ngủ ngáo. Ok. Tím, vàng, đỏ và xanh lam. Tím này. Vàng. So let's go. Rồi, sau đó các bạn sẽ ghép cái này vào. Sử dụng ô máy nào. Ok, và cái cửa đó mở ra. Sau đó thì mình sẽ lên trên và tiến tiếp vào bên trong. Let's go. Rồi, và cứ như thế, các bạn sẽ làm những nhiệm vụ tiếp theo. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.